Bên kia sườn dốc, cả Ronaldo và Messi đều nhận chung nỗi buồn. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sẽ không bổ sung thêm điều gì mới vào bộ sưu tập cúp ấn tượng của họ. Inter Miami của Messi đã bị loại khỏi CONCACAF Champions League, giải đấu tương đương với Champions League của Bắc Mỹ, sau thất bại trước Monterrey. Trong khi đó, Al-Nassr Ronaldo làm đầu tàu đã bị loại khỏi AFC Champions League trong trận thua kịch tính trước Al-Ain vào tháng 3. Điều đó có nghĩa là cả Messi và Ronaldo đều sẽ không nâng cao các danh hiệu Champions League tương ứng của họ ở mùa giải này. Ronaldo chuyển đến Al-Nassr vào tháng 1 năm 2023 nhưng vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào cùng câu lạc bộ, mặc dù anh đã nâng cao chức vô địch Ả Rập Club Champions Cup vào tháng 8 năm ngoái, giao hữu. Cựu ngôi sao của Manchester United đã ghi cả hai bàn thắng trong chiến thắng 2-1 trước Al-Hilal ở trận chung kết để giúp Al-Nassr giành chức vô địch giải đấu này lần đầu tiên. Ronaldo và các đồng đội cũng có vẻ sẽ bỏ lỡ Saudi Pro League dù chân sút người Bồ Đào Nha đã ghi 42 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, Al-Nassr vẫn kém Al-Hilal tới 12 điểm trên bảng xếp hạng. Mặt khác, Messi có vẻ đang thoải mái tận hưởng cuộc sống tại Mỹ hơn là cạnh tranh các danh hiệu. Trong khi nhà vô địch World Cup đã giúp Inter Miami vô địch League Cup vào năm ngoái, thì đội bóng do David Beckham làm ông bầu đã chùn bước trong mùa giải này sau khi bị loại khỏi CONCACAF Champions League với thất bại chung cuộc 2-5 trước Monterrey. Messi và Ronaldo đã từng thống trị Champions League trong thời gian họ ở châu Âu cùng Barcelona và Real Madrid. Cả hai đã giành được 9 danh hiệu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, trong đó Messi 4 lần lên đỉnh trong thời gian ở Nou Camp vào các năm 2006, 2009, 2011 và 2015. Trong khi Ronaldo có 4 danh hiệu tại Real Madrid vào các năm 2014, 2016, 2017 và 2018 cũng như một lần ở Man United năm 2008. Và ngay cả khi không vô địch giải đấu, bộ đôi này vẫn quá vĩ đại so với phần còn lại và là hai cầu thủ duy nhất ghi hơn 100 bàn ở Champions League. Ronaldo dẫn đầu bảng xếp hạng với 141 bàn trong khi Messi ghi 129 bàn, trong khi Robert Lewandowski ghi nhiều bàn thứ 3 với 94 lần lập công.